Tiền Mau Mau và MC Vu Vu. Xin chào mừng các bạn đang đến với Radio Online số 2. Mở đầu cho VTM số 380 đó là anh chàng Tăng Nhật Tuệ. Và vừa rồi thì có lẽ anh chàng Tăng Nhật Tuệ đã có một cái chuyến vào Nam rất là thành công khi mà mở đầu bằng một album rất là mới và được các bạn yêu thích lắm đây. Đó chính là album Market. Xí, Tăng Nhật Tuệ vào Nam lâu rồi, Vu Vu mới biết hả? Ủa chứ em cứ tưởng là mới vào Nam nên là có một cái sản phẩm chào sân đó là Market chứ. Thôi đi, hãy về nhà học lại kiến thức âm nhạc đi nha. Chết rồi. Tăng Nhật Tuệ là một gương mặt rất là nổi tiếng ở Hà Thành, nhưng mà với các bạn Sài Thành thì Tăng Nhật Tuệ cũng khá là quen thuộc. Vu Vu có biết gì về Tăng Nhật Tuệ không? Chia sẻ cho mọi người đi. Em được biết thì Tăng Nhật Tuệ là một chàng hot boy rất là nổi tiếng ở Hà Thành, đồng thời cũng là một diễn viên trong bộ phim rất là nổi tiếng đó là Bộ Tứ 10A8. Vậy là Vu Vu cũng thường xuyên theo dõi các bộ phim hấp dẫn này. Nhưng mà nói về âm nhạc thì anh chàng Tăng Nhật Tuệ cũng được nhiều người ủng hộ lắm đó nha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt cóc Tăng Nhật Tuệ để xem cuộc nói chuyện giữa VTM và Tăng Nhật Tuệ đã khai thác được những điều hấp dẫn gì của anh chàng nhé. Lời tham gia bộ phim điện ảnh đầu tiên của mình Vũ Điệu Đường Cong cùng với thời gian thực hiện album Market đã kéo Tăng Nhật Tuệ ở lại thành phố Hồ Chí Minh hơi lâu so với quy định. Chính vì thế nên Tăng Nhật Tuệ cũng quyết định rằng mình sẽ ở đây để tiếp tục sự nghiệp của mình. Về khó khăn thì rất là nhiều, nhưng mà có lẽ cũng chẳng khó khăn nào là quá khó khăn cả. Bởi vì Tăng Nhật Tuệ luôn luôn yêu nghề và yêu cuộc sống, luôn luôn cố gắng làm sao để có thể đạt được nhiều thành công hơn. Chính vì thế nên Tăng Nhật Tuệ cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái khi ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn mưa mãi những ký ức năm nào, giờ đã ngất hết biết phải làm sao. Cô cất tiếng khát nhưng khi lẻ loi một mình, mà tim thì không thể quên giấc mơ buồn. Tìm lại nhé những vết dấu hôm nào, giờ phố chắc đã lãng quên bàn chân. Những ký ức đó cứ sao bỗng nhiên lại về, càng mong quên lòng càng thêm nhớ. Wow, lãng mạn quá à. Vu ơi, Vu có thấy là Tăng Nhật Tuệ trong album này đã đầu tư rất là nhiều từ nội dung cho đến âm thanh hay không? Tất nhiên rồi, một sự đầu tư rất là kỹ lưỡng, bởi vì đây là sản phẩm để đánh dấu một chặng đường nam tiến của anh chàng này. Và đó cũng chính là món quà của Radio Online số 2 muốn gửi đến cho các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một chuyên mục mới toanh, đó chính là nghe đến cái tên là Tin Tin thì mọi người tưởng là giống như là tiếng kèn đúng không? Nhưng mà thật ra phân tích thật là kỹ thì đó chính là những tin tức dành cho các bạn tin. Đúng rồi, thế nên Tin Tin sẽ là một cái kênh giúp cho các bạn có thể cập nhật được tất tần tật những thông tin mới nhất xoay quanh thế giới trẻ. Đầu tiên là những thông tin về cuộc thi Miss Áo Dài Nữ Sinh Việt Nam. Vừa qua thì ekip thực hiện chương trình đã đến tận các trường Nguyễn Du và Trung học Phổ thông Mạc Đĩnh Chi để có thể bắt cóc những người bạn rất là xinh đẹp và thực hiện những tấm ảnh về áo dài rất là xinh luôn. Ban tổ chức á, qua những lần đến trường thì mình thấy cái tình yêu của các bạn nữ sinh dành cho áo dài hầu như là vẫn còn nguyên vẹn. Một cái tình yêu thương, một cái niềm tôn trọng với tà áo dài, vì các bạn đều cảm thấy được mình nữ tính hơn, nhẹ nhàng hơn khi trong cái trang phục truyền thống đó. Và bây giờ để cho Vu Vu cũng như là tất cả các bạn độc giả quan tâm đến cuộc thi này có thể tiếp cận thêm những hình ảnh về cuộc thi, chúng ta hãy cùng tiếp tục theo dõi hình ảnh sau đây nhé. Hai địa điểm tiếp theo mà Casting Tour sẽ ghé đến vào ngày 2 tháng 4, tụi mình sẽ đến với trường Nguyễn Thái Bình, ghi lại nha. Và ngày 7 tháng 4 là ekip sẽ cùng ghé thăm trường Trung học Phổ thông Trần Khai Nguyên. Tất cả các trường Trung học Phổ thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh mà chúng ta thường xuyên mặc áo dài trong những ngày đi học thì các bạn cũng có thể lên Facebook của VTM Magazine để tiến hành đăng ký cho trường mình được lọt vào danh sách casting nhé. Và địa chỉ Facebook của VTM là VTM Khoảng Cách Magazine, các bạn ghi nhớ nha.
Các bạn ơi, và Ngao Ngao cùng với Vovu đã quay trở lại cùng với các bạn trong một chuyên mục cũng rất là mới, đó là chuyên mục bảo vệ môi trường. Cái gì vậy? Chị Ngao, tại sao lại đang thu âm mà lại tự nhiên đèn tắt hết trơn rồi? Vì sao thấy đường mà đọc chữ? Chị quên mất thôi, ráng nghe. Tại vì á, chúng ta đang ở trong chuỗi ngày hưởng ứng bảo vệ môi trường nên phải tắt đèn để hưởng ứng giờ trái đất chứ. Chịu khó chút đi, đây đèn cày đây, ấm áp chưa? Và bây giờ thì để hưởng ứng cái việc này thì chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc. Đó là ca khúc How Bad Can I Be trong The Loras. Chị Ngao Ngao ơi, trong một tin tin này thì bên cạnh áo dài này, bên cạnh vấn đề về bảo vệ môi trường thì cũng có một vấn đề rất được các bạn, đặc biệt là các bạn học sinh rất là quan tâm, đó chính là vấn đề học hành. Vấn đề thi đại học thì chắc chắn là làm cho mọi người rất là đau đầu đây. Không chỉ là các bạn học sinh mà các phụ huynh của chúng ta cũng rất là vất vả để theo sát các bạn trong những ngày này. Nếu như các bạn có những băn khoăn, những trăn trở mà không biết nói cùng ai trong việc chọn trường, chọn nghề thì hãy đón đọc ngay VTM 380 nha. Bởi vì VTM 380 sẽ có những câu chuyện hóc búa về việc chọn ngành nghề để các team 12 có thể cùng đọc và cùng suy ngẫm đó nha. Chị Ngào, làm gì vậy? Đang dẫn chương trình, đây là MC mà tự nhiên cái ngồi vuốt tóc rồi chậm má hồng rồi làm gì vậy? Trời ơi! Sao mà em quan tâm tới chị dữ vậy? Em không thấy là giữa ánh nến lung linh khi mà chị trang điểm sẽ trông giống The Ring hả? Trời ơi, hết hồn chưa? Thiệt sự là trong ánh nến lung linh nhìn qua chị y chang như thị nở luôn đó. Tại vì chị đang học hỏi bí quyết làm đẹp. Em có nghe câu là không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp không? Chỉ có những người phụ nữ làm hoài mà nó không đẹp. Thôi đi, bây giờ chị sẽ tiếp tục theo dõi trang đẹp cộng tuần này có gì hay để chị học hỏi đi. Bạn biết không, từ khi mà Radio Online số 1 lên sóng thì có rất là nhiều ý kiến đóng góp để radio ngày càng hoàn thiện hơn. Và một trong những ý kiến đó là các bạn muốn được trực tiếp tham gia vào chương trình để có thể gửi tặng những ca khúc đến những người mà mình yêu quý. Và các bạn biết không, trong chương trình ngày hôm nay thì không chỉ có Vuvu là một người mới đâu, mà sẽ có thêm một bạn khán giả nữa tham gia vào chương trình. Vậy người bạn đó là ai? Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người bạn này nhé. Chị Ngoan Ngoan và anh Vu, em là Thùy Trang đến từ trường Telemann. Và hôm trước thì em nhận được một cuộc điện thoại của anh Vu và em rất là bất ngờ. Tại vì em đã để lại tin nhắn trên Facebook của mình. Và không ngờ là mình đã được may mắn là bạn khán giả đầu tiên để có thể gửi tặng quà tặng âm nhạc. Và nhóm nhạc mà em yêu thích đó là nhóm nhạc X-File với năm cô gái xinh đẹp. Và em yêu thích nhất là chị Mai Phương. Thì không biết là em có thể yêu cầu một MV được không ạ? Rất sẵn sàng. Dạ, và bây giờ thì chắc là cho em nghe ca khúc Nơi Con Tim Bình Yên của nhóm nhạc X-File nha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức Nơi Con Tim Bình Yên của X-File. Ngồi nhớ vẫn vỡ, mưa yêu thương vòng tay rời xa vô bờ. Chưa xa đâu ai ngờ, tìm xung quanh đây một cánh tay. Lại một ngày thật buồn ngồi hát giữa trời, trong câu ca giờ đây dường như nghẹn lời. Tim rồi bầy, đâu trong tôi là chốn yên bình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Yeah, bye bye. Các bạn thân mến, các bạn đừng quên mua báo VTM số 380 phát hành một ngày rất đặc biệt, đó là ngày thứ tư, ngày 4 tháng 4 năm 2012. Số báo này đặc biệt không những chỉ vì ngày phát hành đâu, mà còn đặc biệt là bởi vì trang bìa sẽ là hình của Tạ Nhật Tuyết để dài. Mười vé thưởng thức.
Awards, siêu nhạc hội sâu phát cực đỉnh từ nhãn hàng Samsung Galaxy E và báo VTM dành tặng cho độc giả. Các ngay phiếu này điền đầy đủ thông tin và gửi về hộp thư 227 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. VTM sẽ bốc thăm để chọn ra 10 bạn may mắn nhất. Danh sách độc giả may mắn sẽ được VTM liên lạc và mời đến tòa soạn nhận vé từ ngày 13 tháng 4 năm 2012. Nhanh tay kẻo lỡ các bạn nhé, càng nhiều phiếu càng có nhiều cơ hội sở hữu vé siêu nhạc hội. Các bạn ơi lưu ý nhé, thời gian nhận phiếu đến 17 giờ ngày 7 tháng 4 năm 2012 nha.